Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 25 tháng 4, tại nhà riêng ở xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An, rất đông người thân, đồng đội và người dân đã đến viếng tiễn biệt Trung tá Nguyễn Xuân Hào, 40 tuổi, cán bộ cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trung tá Hào là chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh khi chặn bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, ông Lê Trường Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đã đến tiễn đưa Trung tá Hào. Thượng tá Võ Văn Tạo, Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa, đại diện ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn. Trong lễ truy điệu, người thân, đồng đội dành một phút mặc niệm tiễn đưa đồng chí Nguyễn Xuân Hào. Chị Trần Thị Phương và anh Hào xúc động đọc lời cảm tạ. Trung tá Hào vào ngành công an từ tháng 10 năm 2009 và luân chuyển qua nhiều vị trí tại Công an huyện Đức Hòa cho đến nay. Cụ thể, từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 2 năm 2014, anh là cán bộ tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, anh là cán bộ tổ phòng chống tội phạm Công an thị trấn Hầu Nghĩa. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 4 năm 2018 là cán bộ tổ hình sự, kinh tế, ma túy, đồn công an khu công nghiệp Tân Đức và nhận nhiệm vụ tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đức Hòa từ tháng 5 năm 2018 đến nay. Lúc 16 giờ 50 phút ngày 21 tháng 4, trong quá trình hỗ trợ đồng đội ngăn chặn nghi can vận chuyển ma túy tại tỉnh lộ 824 thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Trung tá Hào đã bị ô tô của nghi can chở ma túy tông vào và hy sinh khi đang mang cấp hàm thiếu tá. Trong quá trình công tác, Trung tá Hào đã nhận được huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Ngoài ra còn được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trung tá Hào hy sinh để lại cha mẹ và người vợ làm giáo viên một trường trung học phổ thông gần nhà. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An, gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Trong công điện, Thủ tướng đánh giá vụ xe ô tô biển kiểm soát 49C29601 do đối tượng nghi chở ma túy điều khiển đâm trực tiếp vào lực lượng cảnh sát giao thông là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và tính mạng của nhân dân. Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thiếu tá cảnh sát giao thông và gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 vừa được ban hành cách đây 4 ngày. Chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình đồng chí. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đường bộ trong tình hình mới. Thông tin từ Vietnamnet, cũng trong buổi viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm thiếu tá lên trung tá đối với ông Nguyễn Xuân Hào. Đồng chí trao số tiền 100 triệu đồng trích ra từ quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân cho người thân Trung tá Hào. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ tiếc thương trước sự hy sinh trong đấu tranh đối với tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự, sự bình yên địa bàn của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình nén đau thương và sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Trao đổi với gia đình, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an vô cùng thương tiếc đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Hào. Đồng chí Hào là một người cán bộ tham gia trong chuyên án ma túy lớn mà Công an tỉnh Long An đang triệt phá. Cùng đồng đội tham gia đấu tranh trong chuyên án, Trung tá Hào đã tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp tham gia ngăn chặn bắt các đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm và hy sinh.
sự hy sinh của Trung tá Hào đã để lại sự mất mát cho gia đình nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của đồng chí và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước mất mát lớn lao này, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau và tập trung lo chu toàn tang lễ cho Trung tá Hào, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ. Lời dặn dò bình thường như bao lần đi công tác trước của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào với vợ. Nhưng nào ngờ lời dặn anh đi công tác, em đừng gọi sẽ ảnh hưởng công việc, lại trở thành lời cuối người chiến sĩ ấy nói với vợ mình. Thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 22 tháng 4, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cùng đoàn công tác sẽ đến chia sẻ, động viên và chia buồn cùng với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Hòa, Long An, hy sinh khi phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an chặn bắt hai đối tượng vận chuyển ma túy trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa vào chiều 21 tháng 4. Thượng tá Đinh Thế Anh chia sẻ, đây là sự hy sinh mất mát không chỉ của gia đình mà của cả lực lượng cảnh sát giao thông. Mọi chuyên án đều có kế hoạch từ trước, cán bộ được điều động tham gia chuyên án đều có chuyên môn giỏi. Nhưng đối với các đối tượng manh động, nhất là đối với các đối tượng liên quan đến vận chuyển ma túy, thì tính chất manh động càng lớn hơn. Ngồi lặng lẽ bên chiếc áo quan, chị Trần Thị Phương, sinh năm 1988, vợ Thiếu tá Hào, đau xót, không tin được vào việc người chồng đã bỏ lại một mình chị và ra đi một cách đột ngột. Buổi sáng trước khi cùng đồng đội tham gia chuyên án, Thiếu tá Hào chỉ kịp ngồi ăn sáng với vợ một lúc rồi lên đường. Chị Phương đau xót, ảnh dặn là đi công tác có gì ảnh sẽ chủ động gọi, đừng gọi ảnh làm ảnh hưởng đến công việc. Không ngờ đây là lời cuối cùng tôi được ngồi ăn chung và nghe lời chồng căn dặn. Buổi chiều ngày 21 tháng 4, sau khi đi dạy học về, chị Phương tất tả đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm chiều đợi chồng về. Bữa cơm đang nấu dở thì chị Phương nhận được điện thoại của đồng đội Thiếu tá Hào. Chị thu xếp lên bệnh viện, anh Hào bị thương nặng. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Phương buông đũa ngất xỉu tại chỗ. Không còn vững tay lái để đến bệnh viện, chị Phương phải nhờ người thân chở đi. Đến nơi, nhận thông tin, nhìn chồng lần cuối mà chị đau đớn, gục ngã. Cưới nhau được 10 năm, mong mỏi lớn nhất của anh Hào là vợ chồng sinh một đứa con để vui nhà vui cửa, để ông bà lớn tuổi an lòng. Vậy mà ước mơ lớn nhất của hai vợ chồng giờ đây đã tắt liệm, chị Phương ngậm ngùi. Lặng lẽ nhìn các đồng đội của con trai thắp nén nhang lên bàn thờ con mình, ông Nguyễn Văn Dư, sinh năm 1962, cha Thiếu tá Hào buồn bã. Mặc dù ra ở riêng, nhưng cứ mỗi lần rảnh rỗi, Thiếu tá Hào lại về chăm sóc cha mẹ, phụ giúp kinh tế. Chị và em gái lấy chồng, mẹ thì bị tai biến, tiểu đường chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi thì sức yếu nên việc nông cũng tạm thời gác lại, chăn nuôi nhỏ để sống qua ngày, nên kinh tế mấy năm nay một tay nhờ Hào phụ lo. Nhiều chuyến công tác Hào không bao giờ nói cụ thể cho gia đình biết, chỉ nói đi là đi, bởi Hào sợ việc trong ngành lộ lọt ra ngoài, ảnh hưởng đến công tác của nhiều người. Đồng đội con từ hôm qua đến nay về rất đông. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Cục Cảnh sát Giao thông khiến gia đình chúng tôi cùng ấm lòng, nguôi ngoai phần nào mất mát đau thương. Các đối tượng trong chuyên án bị bắt càng cho thấy sự hy sinh của con chúng tôi là có nghĩa. Vì cuộc sống bình yên cho nhân dân, ông Dư tâm sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.